còn có hai bữa con gái gì hết rồi cả nhà thương trai lại. Ông nội đây nè, khán giả ở trong này là làm chứng hết trơn rồi. Nội nói là chừng nào đám cưới thằng Nam, cưới vợ thằng Nam về đi, tao qua tao ở 1 tháng rưỡi. Trời, ông nội tôi nói hồi nào cha. Trời ơi, ở trong quay clip đâu ra đặt tiệm ơi, ông tôi có lo tỉnh chơi chơi cho nhà có là tỉnh đi tay con Tư cho 3 ngàn cũng tỉnh kìa. Con Tư, ủa trời đất ơi, trời mày quay hả? Trời mấy là từ chết. Mưa gì mưa suốt luôn, mưa gì không có nhớ cọc mưa luôn. Mưa từ rồi 12 giờ tới giờ, đi mất mưa tới giờ. Bữa nay chiều nay Hương với Mập đi về bên nhà lễ chồng Hương cả nhà. Và mưa từ hồi trưa tới giờ luôn, bây giờ hai vợ chồng dầm mưa đi đại luôn nè. Không dầm mưa thì đại tới về thì tối luôn. Về thăm mẹ chồng Hương với chơi với hai đứa em gái. Còn 2 ngày nữa nó đi về rồi cả nhà. Vợ chồng cụ bị nè, đồ nè, giỏ đồ. Sau này thêm giỏ đồ của Hương nữa. Có đem chào của cụ Tư về cho mấy đứa em nó ăn nữa nè. Anh Mập có mua được cọc lê kima. Chứ anh dở cái bọc lê kima lên anh. Hai đứa em gái của anh Mập á, thấy nhóm nấu cơm cháy ham, kêu Hương mua 2 cái nồi nè, đứa cái để khách khách đi về ngoài nhà ngoài á, ăn nấu cơm cháy ăn. Anh Mập bệnh dầm mưa cái này chắc không ổn quá. Cái này nó 3 ngày mà chưa có thiệt hết, mà dầm mưa này chắc bị nữa quá. Ở đây là có 2 chiếc phà đậu. Kiểu như người ta chạy theo kiểu theo lịch đó cả nhà. Ví dụ như là tuần này thì mấy chiếc kia, tới tuần sau là mấy chiếc này. Khi người ta đậu lại thì người ta cũng sửa chữa, nó có hư hỏng cái gì đó, ta sửa chữa lại. Chào cả tình yêu. Chào các tình yêu.
đồ này con, đừng có quên đồ nữa con. Ba tôi là dao nhỏ nha, mọi quần áo mua đen dữ vậy trời. Cậu nè con. Bữa nay bạn mua bộ đồ giống bánh cao câu quá vậy trời. Giống gì lá dứa gì rồi xăm bốn lỗ gì mà mè đúng lớn gì vậy? Tao thấy ba mày tới à. Cái gì? Cây lỗi có mấy trái. Dám đi bọc trời ơi. Đi không lỗi, đi vô không lỗi. Kiếm cái cây gậy trống vô. Trời ơi vô lấy già lắm chết rồi. Đi vườn nữa hả? Hả? Đi vườn nữa hả? Đi chứ không đi. Gắn rồi bọc mấy cái hội tiếc. Mà phải là mà bọc đậu này không kỹ thì tao đâu có đi lọc. Nghe 12.000 ký quýnh rồi. 12.000 ký. Trời ơi. Ủa? Vô đi hết nổi. Kiếm được cái cây chống cây vậy. Mà bọc thì bọc chỉ còn mấy cây đâu. Bán cũng đâu có nhiêu vậy. Bọc để dành ăn thì có chứ bán gì nữa. Anh gì kiểm tra đẻ cho bác ba không? Cái đợi anh táo là không biết con một chút thì mình 12.000 đó. Còn bữa nay 8.000 còn mà 12.000 hỏi chứ gì đó. Nửa con gà đó là tư cho đó. Ngon không? Hạn ngon nửa gà đó là ngon lắm đó. Gà gì? Gà đó là tủ dai luôn đó. Nấu một hai nước bắp nó ngọt. Bây giờ giới thiệu rồi cả nhà hôm nay mặn món gì vậy? Thì Hương với Mập với Nam cũng về bên nhà thăm mẹ chồng của Hương cả nhà. Mấy ngày qua thì mẹ chồng của Hương bệnh mà do nhóm bệnh bệnh quá không chưa có về. Bữa nay mới về nè, đi chơi với cô Năm cô Tư. Tại vì còn 2 ngày nữa hai cô cũng về xứ rồi cả nhà. Bữa nay về thì ba chồng Hương có bắt được con gà. Bữa nay cô Tư chỗ tài nấu lẩu cút bắp đã cho cả nhà mình luôn. Cũng tối và trễ rồi cả nhà cho nên là mình nấu gọn cái lẩu ăn nó đơn giản thôi chứ. Chiên hồi chiên khô đi. Ăn khô là món ruột của em đó. Em nấu này ăn chứ em là mấy khô đó. Anh cũng khô mà chiên đồ ăn cơm là cũng ngon. Ăn bắt cơm uống nước là nhờ khô. Con Hà là khô hay lắm sao lâu bánh dữ hả? Ra chưa chị? Bây giờ phải cắt miếng là phải cắt. Cả nhà còn có hai bữa con gái gì hết rồi cả nhà thương trai lại. Không mà lật mặt như bánh tét vậy trời. Ủa, Vũ con trai không thương trai hung bữa nay thương Vũ hả? À, có khán giả hỏi Vũ bị bệnh gì kìa. Trời bị sốt. Chốt quá trời luôn, tính đi luôn rồi khán giả ơi. Bữa nay mới tỉnh. Hồi đó có thằng Nam vào bệnh không? Cái này của anh tướng anh tặng anh chào. Cái này không phải mình đó là tàu mà là miếng Thái rồi đó. Ừ, miếng của Thái là chữ Thái luôn. Nãy Hương cũng xách về để mình ăn cái lẩu cả nhà. Anh cho cũng mấy mà thôi chơi quá không. Rồi anh chưa anh cho anh tưởng anh vô bún tàu nó này để mua cá trẻ cho chim phương nha. Bữa nay thấy khỏe hơn bữa hổm về. Khỏe đâu khỏe. Bữa nay mới vậy nè. Con thấy người ta ăn thấy khỏe hơn không? Bữa nay con thấy nó khỏe nè. Bên đây khỏe hả? Thấy bữa nay thấy tươi rói hơn. Tại vì hổm gài hai đứa cháu về nên là chắc ít đi làm. Thấy không? Người khỏe nè, nói đúng đúng bốc luôn nè. Thấy không? Đó. Cả nhà thấy không? Nếu không đi làm là khỏe vậy đó. Còn hà nhà không có ai gọi là bắt đầu đi làm không kiểm soát được là đi. Rồi đi về rồi mệt, rồi không có ăn uống gì được hết trơn á cả nhà. Rồi trời ơi, mấy đứa gà hỏi tới dưới là không được ngủ khôn nữa con. Nãy học cho bắt cho mày. Ừ, học quá đâu rồi nghe. Hai mũ, mợ ơi. Hả? Hai mũ. Ờ, trời ơi. Tao không có nói lâu. Tết lan rồi bay thấy á. Ừ, mà nội con không ăn uống gì hết trơn á, bởi vì em như làm thịt cưng. Đứa cháu là chành hết, bởi vì đứa nào đấy lấy thịt đèn người. Trời ơi, mày. Tại sao ăn không được chứ, đứa nào bây giờ nội ăn ít, nội ăn nhiều thấy chưa. Nội giờ nội ăn ít, nội nhiều cũng thấy. Mấy cái gà dòm thấy hết trơn à. Ngày nội ăn bao nhiêu muỗng không biết nữa. Thôi anh nói vậy cái mốt bà nhớ chực bao ăn đó. Đâu mày đi. Sao? Hay là tắt đèn á. Thầm trời ơi, tao ăn tụi nó thấy hết trơn. Trời ơi, mấy đứa cháu nó ăn hiếp rồi giờ tới em gái nữa thì sao chịu nổi đây. Mấy đứa cháu nó ăn hiếp là muốn chết rồi, giờ có con gái qua cũng ăn hiếp luôn á. Sống sao bây giờ? Bà nội ăn nhiều quá con cháu mừng á cả nhà.
bà ăn bữa mà có ăn bữa mà bà ăn được cả nửa chén cơm là mừng rồi đó. Trời ơi, bữa không ăn luôn. Nói thì nước mắt chảy chè. Không được lấy chén gì, không được ăn 2-3 muỗng. Chưa ăn luôn. Em mà thấy ăn mà bớt cho nửa chén mà ăn không hết còn muỗng là thấy ở lại là thôi ngưng ngưng liền ngưng 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 nói nè ngưng ngưng liền đây nè khán giả ở trong này là làm chứng hết trơn rồi. Nói là chừng nào đám cưới thằng Nam, cưới vợ thằng Nam về đi, tao qua tao ở 1 tháng rưỡi. Trời ông nội tôi nói hồi nào cha. Trời ơi, ở trong quay clip. Đâu người ta đặt kiện ơi, ông tôi không có nói. Bánh chơi chơi với nó dâu dâu thì nó vui còn hơn cái còn gì. Còn nói là chừng nào thằng Nam có con là ở 3 tháng. Ừ. Ở giữ con cho có nó. Cháu dâu nó vui muốn chết. Không có nổi đâu. Cháu dâu thấy nó cưng bà nội hơn, nhiều qua bà nội chơi nó đi. Trời nó vui, tao vui luôn nhỉ. Ở học bà nội ghê luôn á. Thôi vợ Nam nó thương nội. Ừ, chơi đi. Nam có hồi nào nó về không? Cái người bắt người ta nghe tiếng xe ai chạy như vậy. Không biết. Hả? Chắc dẫn bà nội qua bánh chơi đó. Ừ, đi cho bánh chơi nữa. Đi, bánh ai đi chị gì? Đâu? Bánh luôn. Bữa nay cô Tư Nam chỗ Tài nấu cái món này nha cô chú anh chị. Nấu cái này là phải có cái bịch này nó mới ngon nè. Cái bịch nấu thôi bắt. Cái này là gia vị của hành thuốc bắc. Cái đó là cô Tư mua ở bản về á cả nhà. Malaysia. Có nhiều khán giả nói cô Tư ở với cô Năm ở Cà Mau ở xã nào. Nấu hành thuốc bắc là không thể nào thiếu cái này hết. Chị thích ăn cái nấm cá đó. Cái này hơi nhiều rồi đó. Kể chị thích ăn á. Mà nấu cái này là chị phải có hai cái bịch mà nấu niêm này nè. Chứ có đồ này không nó cũng không đủ ngon. Nó không có cái gì nha. Nè mình để gà vô luôn chứ. Gà để nguyên con nữa mẹ. Để nguyên con. Này đâu là hầm thuốc bắc là nguyên con đó. Này ông nội đầu tư con gà. Con Tư đầu tư đầu hầm. Ông nội đầu tư cái này cũng ha. Cũng hai người hợp tác mới được cái nội cái đó nha. Thì Hương cũng đính chính lại với cả nhà mình nha, là cô Tư với cô Năm là ở Malaysia nghe cả nhà, chứ không phải là ở Cà Mau hay là ở Tây Ninh gì hết, tại hai cô nói với vợ cho nó vui vậy thôi. Chứ ở Malaysia hai cô có gia đình ở ngoại á cả nhà. Hồi xưa cũng đi làm á, rồi cái ra ngoại rồi phải duyên phải nợ á, cho nên là lập gia đình ở ngoại luôn. Gà này mặt là nấu hầm thuốc bắc là phải thế luôn nè. Đó, mùi cả nhà. Gà ba chồng của Hương nuôi vườn á. Rồi cho nó ăn bắp á, mặt mặt nè. Có đem 1 tỷ qua không? Mở nè. Có đem 1 tỷ qua không? Có 1 tỷ nữa. Vậy từ với cô Năm của bà cô tối quýnh tứ sắp. Tại vì cũng biết chơi kiểu như chập chững thôi cả nhà, chứ cũng không có gành gì. Rồi lâu lâu về cô cháu gặp vậy đó. Bữa nay thì cô Bảy cũng qua chơi để tiễn hai đứa em á. Nhà Hương thì cũng có cô Út nữa, cô Út là gái Út của bà con, là em của cô Bảy, mà do là cô đi làm ở xa cả nhà cho nên là cô ít có về. Dạ cơm quá trời thơm mày. Dạ mập cái bảy nha bảy quá trời thơm luôn. Cái này chắc con phải lấy cái thơm úp lại quá. Gà nó mới chín á. Có bỏ đúng không con? Rồi, còn một tin nữa. Món này bữa nay nấu đơn giản nha. Ồ, có mấy cái bịch này nè, nó cốt, có nó thơm, nó ngon một cái nha. Dạ. Cho nó thơm á. Như là cái nồi lẩu cũng có cái bịch lẩu ở đây thì ra gia đình Nam cũng sắp ra mâm nè, tối về bên này thì lãnh quảnh thì cũng chỉ có gia đình thôi, không có gì mới mẻ cho mình bay thêm nha cô chú anh chị chia sẻ nhìn bên nội ở nhà mình thấy Hương với mập tóc cái cô Gao đẹp không chứ không bằng Út Liễu đâu. Hương thì nấu ăn thì Hương hay, chứ mà cái vụ trang trí Hương không gành đâu cả nhà. Nhưng mà cả nhà mình biết con mập sắp ra là đẹp lắm, bởi vì biết danh mập là bề bộn rồi. Chắc nghĩa ra mà chắc có lẽ chắc cũng bộn bề quá. Mấy con chó nó vụt ra chứ nó sủa quá.
bữa nay hổng gà con cũng chừa cho nội con tôm, tôm hùm nha. Ghê. À, cả nhà, cái này tôm của anh Tướng anh đem xuống cho nhóm mà, nhưng mà mọc chừa hai con. À, đem về cho cô một con ăn cho biết với ông nội bà nội Hoàng Nam. Hồi nãy giờ cũng không có ai từng ăn, đem về ăn cho ông biết. Rồi bữa nay luộc, hồi con cắt gà con làm muối tiêu chanh cho nội ăn nha. Thôi mà sao có sợ. Có gì đâu sợ, ngon lắm. Ở trong thịt không mà nội thịt ơi, không à. Tại cái vỏ nó thịt vậy nó ra nó dùng thịt. Không thịt, thịt con tôm á. Để hả? Dạ. Con này nó dưới sông á. Nó dưới sông á. Lần sao bắt được hay ha? Đi chài. Trời. Tao đi chài dính á. Hồi nó mới đem ra con thấy nó hết hồn. Hồi chưa có luộc á, bông qua vậy không à. Dạ. Nó bông đẹp lắm. Ừ. Nhưng mà nó rất là nhiều thịt như nội. Thịt nó dẻ hơn tôm mình nhiều luôn mà thịt nó ngọt á. Trời ơi. Trong này nó có tôm này. Gâu hết tiết gâu. Cảm ơn. Nó nặng tí gạo không? Hả? Nè, nội ôm mày, ôm bà hai tay luôn, bà hai tay luôn. À, cái nhà chụp rồi. Đâu buông coi. Đó, nó. Ồ, quá đã. Gần cả ký à. Ừ, hơn ký nữa đó. Ừ, đã nặng nè. Nặng dữ không? Ừ, nặng. Nghiệp của chú anh chị, sống hết tuổi này mà không biết con tôm này. Không biết. Nói chung ra, ông nội và nội Hoàng Nam cũng chưa từng ăn qua luôn nữa. Thì anh em xuống cũng nhiều lắm cả nhà. Hai thùng đó. Thì bữa anh ghé đó thì cũng làm có mấy con à, thì Hương cũng chia ra cho gia đình, cho mẹ của Hương, rồi trên Bắc Năm rồi Hương đem về đây cho cô với ông nội bà nội, với Hương cũng gửi cho mẹ của Hương nữa cả nhà, chia ra dòng họ người ít ăn cho biết gì đó. Dạ, dòng bên bà ngoại vợ ấy, bà ngoại của Hương á, bà cô á, cô bà có Nam ở trên cái sát á, cô ngoại thế hả, chia ra người con hai con này ăn cho biết. Con hồi nè, hồi con lấy kéo phải không, con cắt ngang đây nè đi, con cắt ngang đây phải không, con lấy kéo con cắt phanh ha. Cởi đầu con lột cái vỏ này ra, rồi cái đầu cho mà nội hồi cắt nhỏ ra, nội chấm muối tiêu chanh á, rồi ăn một cái hết sảy luôn. Cái thịt chưa anh cháu. Nhà nội Nam thì ở giữa vườn cô chú anh chị, nên là tối rất là yên tĩnh luôn, nghe là tiếng ảnh ư rồi nó kêu ọt ẹt ọt ẹt, nó buồn nhưng mà nó rất là yên tĩnh. Ủa chưa quay ủa chờ đó tất cả nó hơi quay đi, chắc cần nói đợi đi, có gì đâu. Cả nhà ơi, nhiều chuyện mà nội mang nhiều chuyện cái lắm. Em hỏi chưa gặp cái nhà thì không nổi nữa, cả nhà đi chào cả nhà nghe, chờ tháng tay đóng nội nữa đây. Ai gọi mày vậy? Mà có tư ăn cóc cần cóc với muối ớt cả nhà ơi. Cái này của kia này ăn chắc để trung bình luôn. Cái này có cô Tư Năm Hà quá. Mấy đứa gái luôn mà nó ăn hai bữa đó gì rồi cả nhà ơi. Nhà cóc luôn nha. Vì buồn lắm. Gà bữa nó buồn. Thì thương làm trai không gà thương đâu. Không gà có thương trai thì thương gái. Tại đâu lâu gái nó mới diện lần mấy năm mới diện. Không gà ghét thằng trai. Không có ghét mà thương để đó. Rồi về bữa cái em gái về nè, gọi đầu thương trai ra nè. Người ta cắm cắm để đó đi. Chứ không có ghét thằng trai mà thương mất trời. Bà nói vậy bà thương trai hơn gái đó. Ở trong đây bà nói thấy vậy chứ tôi thương mấy đứa thằng trai. Mày về bà là mộ bà thương mày trước đó. Đi khám bệnh vừa ha, tháng nào cũng năm sáu triệu đi khám bệnh rồi mà thấy thôi, từ đây sắp lên là trai nha, từ đây sắp lên là trai nha, mẹ làm chứng nha, tại vì bả nó lén quá. Thấy hả, là thương trai lắm đó. Vậy là biết sao có tiền đô thương bậy bậy. Phải đó con, con phải về rồi là. Hơn chút là cái này là đang bị thấp, không bị gạo nè. Không mà chính xác
Còn đây là thương trai ăn gái. Mới hôn trai ăn gái kìa. Các tình yêu hỏi tiêu luôn. Con nào cũng thương. Tiêu luôn rồi. Con trai cũng thương mà con gái cũng thương nữa. Thương hết trơn luôn. Chắc mọi thương trai nhiều nè, ở với con trai nè. Chắc thương trai nhiều phải không? Cũng thương bà hết. Bà hết hả? Đó trời nó bộn quá à. Không thương con gì đâu. Cái giờ có chưa xíu hả dạ chưa đang chiên khô từ khô gì khô chết là chắc khét hết quá có bị khét không làm nhiều chuyện cô chú anh chị chở chưa chở rồi bữa nay có sao quay dựng nghe cô chú anh chị cô này cô của em Linh chị Tư Sài Gòn cả nhà em cho nè Hương cũng có đem về đây cho bên gia đình mấy nhỏ em cô Năm với cô Tư đó tại giờ trong đem khô về để ăn bữa nay em ăn khô con này chặt trái dừa ăn cũng ngon mà chị Tư đem xuống mà chị Tư nói là nhớ đem về cho ba mẹ bên đây với mấy đứa em ăn với tại vì tụi nó cũng thích ăn khô lắm cả nhà lần trước Út Ngọc về á thì chị Tư cũng có đem xuống nên là Út Ngọc ăn cũng thích lắm rồi cũng mượn em Linh đặt mua giùm sách vừa ngoài á tại vì khô này là khô một nắng nhưng mà tao làm rất là vệ sinh sạch sẽ á khô nó không có mặn nó vừa ăn mà khô nó tươi á lên hộp bóng luôn ha còn nó vàng dữ nè gà này nó mập nó tròn voi cái banh vậy đó à với cái nước này nó ra nó hơi vàng vàng nữa nè nó thấm vô á nhưng mà gà nó mập dữ lắm rồi nè anh cho nó vô thì rồi cho nước dừa luôn ha để vô ăn nó bổ mắt cái nhà nam này hài hước lắm từ nhỏ đến lớn của chú anh chị gặp lại cái là nói thiếu lâm không có người cô á cô Bảy Phượng đó tối qua đây phải không không có ngủ thức 3-4 giờ sáng ngồi nói chuyện chơi nó cười chơi á ngày bữa là tới 4-5 giờ sáng luôn cái đêm mà Hương dẫn bà cô đi qua bên cô Bảy ngủ nặng khuya đi Sài Gòn mổ cái mục đó cả nhà cái đêm đó đi qua bển là 4 giờ đi đó là cô Bảy nói chuyện với Hương là tới 4 giờ luôn rồi Hương đi luôn chứ Hương có ngủ đó mà cô Bảy bà kể chuyện quá cười lắm bà kể chuyện vui lắm bà như là bà thời trước rồi nói chuyện thiếu lâm á bà nói già là mới bà cười tội nghiệp không có chồng chồng chết rồi giờ ở với con thì lâu lâu đi về bên đây thăm bà cô đó rồi ở chơi nói chuyện gặp cái là nói chuyện không về được nói vậy đó cái Hương nhà nam nói chuyện dữ lắm hay là chuyện thiếu lâm không mà nói chuyện hài người nào cũng vui vẻ ai không biết là tưởng nói vô nó cà gỡn nhưng mà thiệt nó cà gỡn thiệt nói dữ lắm nói kiểu như là lâu ngày gặp lại cả nhà vậy cho nên là trong cái chuyện gì cũng muốn chia sẻ trơn á cho nên là nói hoài mà nói chuyện này chưa xong nữa là nhớ tới chuyện khác nữa đã nói hoài Hương lâu lâu về lần mà cô Bảy qua thì cũng nói chuyện tới khuya tới sáng rồi không ngủ nghe nhưng mà nói chuyện không buồn ngủ nha sao mà nói rồi quên luôn rồi tới sáng không hay luôn nhớ bà cười lắm hồi đó lúc mà Hương chưa làm YouTube đó là Hương hay đi qua cô Bảy chơi lắm lâu lâu đi qua ở chơi 5-10 ngày mới về dẫn Nam đi theo mà. Bữa nào mình đi qua bà cô chơi đi quay cho cô chú xem hồi nhỏ Nam cũng thích đi qua bển lắm nghỉ hè nào cũng đi qua bển Bảy ơi, cũng từ lúc hơi khô à? Bảy, có khán giả yêu cầu tụi con đi luôn qua Bảy chơi kìa. Đi quên. Nói nói là biết cô Bảy vui vẻ quá mà không biết nhà cô Bảy kìa. Thì đi qua Bảy chơi. Cho đi thôi không? Sống cho mà không có chỗ ngủ gì hết trơn nhà chỉ có 2 phòng mà đừng có khổ chế trung tâm đặc biệt hết rộng rộng ra ngủ khán giả đồ nữa chứ
là có chỗ ngủ. Không sao, khán giả của con nó là về trải chiếu ngủ với cũng được nữa, có đâu cần phòng. Mày đến đây tao quay cho mày. Không, nhưng mà ngủ trong phòng đi, bảy ngủ ngoài cũng được. Vậy giờ con về bánh vào bữa qua bảy chơi ha. Rồi đãi con gì? Con gì thì làm gì thì tôi mua đó. Nghe nói là dịch sim đồ nuôi nhiều lắm mà. Còn dịch sim nó hết rồi. Đó, còn mấy con dịch hai con dịch ấy à. Ừ. Hai con dịch gì? Cái gì vậy? Mà làm mắt xéo hả? Hai con dịch mái đẻ. Đẻ hả? Ừ. Có gà không? Con muốn mặn dịch mái gì mà. Thôi tại nói vậy thôi, hôm qua có gì anh thấy. Vậy là đi ha, giờ hôm qua nha. Tao khùng khùng chắc thằng Nam nó quay đâu, tao cường tao chém. Không. Mới nói rồi, nó là nói chuyện sáng đêm chứ đâu có gì. Gặp lên sống thì kiếm 7 người đi, mọi đời. Bây giờ đang sống cô đơn. 7 cô đơn. 5, 7, 7, 7 còn đẹp hơn mấy đứa cháu. Đâu? Đi ta. Đẹp dữ à. Nói, có anh nào hốt luôn đi chứ. Có anh nào hốt 7 không đẹp chứ thấy 7 cỡ. Ờ, nó dụ nghiệp quá. Ghen đứt ruột hả? Đẹp mà ổn lắm. Đúng rồi, nó hồi tuổi á. Đẹp quá. À, dựng 7 á. Dựng 7 giờ cũng mắt cũng giống như ba của Hương vậy đó cả nhà. Ngủ rồi cái ngủ luôn vậy đó, không không hay hay chơi. Tới chừng hay thì cũng giống hệt ba Hương vậy đó, cứ đơ tính nhắc là vậy đó. Ngủ mới Hương mới điện cho 7 là khoảng 1 tiếng đồng hồ trước. Là 1 tiếng đồng hồ sau là cô 7 điện qua nó dựng 7 mắt rồi là Hương đứng người luôn. Mới điện cái gạt đó là thấy ổng như thế luôn. Vậy gì không ăn gì cho người đi lên đồng ngủ tối cũng quay sinh hoạt giờ này cái quay sinh hoạt gia đình có sao quay vậy nha cô chú anh chị quay bà còn nằm thấy gầu không cái bảy về qua con nha ôi túi tiền gì vậy túi tiền cứng như vậy hả bán dừa chưa để dừa chưa bán được nhiêu 2 triệu mấy hả? Hổng rồi cũng bộn bộn mà. Vậy đó hả? Nó tiền mình ký hết phải. Cũng bộn bộn mà. Dạ. Vậy đó hả? Bỏ túi cho vui. Nha, con cái tay kìa nè. Tấm nhôm còn có chút xíu nè, đầu mồi nè. Sữa đó uống đi. Khỏe rồi, trời hôm qua quá trời con ăn bớt rồi. Khỏe rồi. Rồi nhờ mới đến nè, còn ở đây cũng đỡ. Ừ. Cái út cho nhà có là tỉnh đi tay ăn con Tư là cho 3.000 cũng tỉnh nữa kìa. Con Tư. Ủa trời đất ơi trời. Mày quay hả? Trời con mấy là từ cái Tư nói chứ chưa trời tiền. Ôi mẹ hết bệnh không, mà nó hết bệnh đi con cho mẹ 3.000 nữa mẹ chịu không? Người cho mẹ khỏe đây mà mẹ nói không mẹ không có tiền mẹ bệnh thiệt chứ không phải cần tiền đâu. Nói mà chưa đưa mà. Tiền là cũng cạnh mà bệnh. Bây giờ nó cũng mềm á. Cái này mình nấu món này thì nó phải mềm á, thiệt mềm mới ngon nha cả nhà. Cái này hơi nhỏ nha. Gà giường thì nó mềm theo nó thôi chứ nó không phải nó mềm quá. Nhưng mà cũng phải mềm mềm nó mới ngon. Nó mềm theo kiểu dai. Mềm theo kiểu mềm dai. Gà giường dù cho mềm mềm cái nào nó cũng còn dai. Còn gà thứ gà gì? Gà con mềm mềm là mềm luôn. Mềm thành nước luôn. Nhà Hương cả nhà thấy không? Từ người lớn tới người nhỏ là vui vẻ gì đó cười. Cơ qua rồi. Tối nay thích ít chuyện cũng sẽ bay gì sáng. Đó sao bay giống như cái đi ăn xong đánh bài. Biết chơi chút chút thôi cả nhà, không có gần đâu. Rồi được rồi. Có khi Hương không biết đánh cũng lôi vô. Lôi vô thì không biết đánh đánh người ta. Rồi, bữa nay có mời bén đi nội ơi. Hai chén này nè. Cái gì? Đủ rồi. Mày ăn nốt đi. Cá, anh cái này ngon hả? Cái gì? Vậy xe hả?
con gà cũng chín rồi, con bây giờ con giải quyết cả nhà mình ăn nha. Nhà nhức nách nha. Tàu phép dán gì ra đó, cái đó đó còn mềm dữ vậy đó hả, hay dữ vậy, nóng mềm con lại hầm hả. Ồ mềm cái lỗ này nó hơi nhỏ, nói cái đùi ha, chết ở đâu để hồi lọc ra cho nội ăn. Chắc tay nó bự đi ta. Sao tụi này nó nói thôi mình ngồi gần mẹ mình ăn ké rồi. Thế bà nó chạy nó quyết nó bà dữ dữ rồi. Mọi người ăn đi, tụi con ăn nhỏ. Cái này ngớt nha. Ngon mẹ mà cái nhà đi ăn. Cái đầu có gì đó. Quay lên cái mặt nó tát nó trời. Cái nhà không có gì ăn, không có gì kia không chơi. Cái nhà ăn tôm. Cái nhà. Cảm ơn mày, bấy lột cho nội ăn đi bấy. Thôi bữa con ăn cơm đó là phải rồi. Chà ăn cơm mà ăn cái chắc sống cỡ 110 tuổi á. Phải rồi, cái đó mày lấy cái kéo hết rồi, để con lấy cái kéo. Để con hồi mượn kéo của kia nè, xô nè. Trời thấy cũng kinh nghiệm lắm mà, chắc con mình từng ăn nè. Không không, trời ơi, cái gì mà ăn coi. Cái gì đó, như thế người ta lấy cơm mà bạch con ăn cái gì đó thì ăn mày ngon. Bạch làm sao mẹ, bạch làm sao? Bà nội thấy gì nè, xin mời nè. Xin mời cô gái xinh đẹp. Xinh đẹp. Sức khỏe cho bà gì em không gạn hoài mà ăn online. Bữa nay em ăn thiệt nè. Thiệt mới biết cái mùi vị nó giống cua hả? Ăn nhiều vô bổ lắm. Bổ lắm, ăn này là sống tới 100 mấy đó. Con giờ 55 phải không? Con ăn như là không có 80. Cái bao của nó khai khai. Đi nè. Gì đó. Cho con cái đùi này nè. Cho con. Mà cái nhà ăn cơm với gia đình luôn nha. Ăn đi, ăn đi. Con hộ nó ăn. Càng nó có thịt không? Không, cơ. Thôi mời cả nhà mình ăn cơm với gia đình nè. Cô lao nha. Rồi, ông quên nó mời cả nhà ăn cơm nha. Cơm ăn cơm với nhà mà với mời cả nhà ăn cơm đồ cái con với gà. Nó thấy tùm hùm mà quên mời cả nhà. Quên mời không thiệt. Khô ngon quá hả? Có chưa có rồi hả? Con mập, con nắp. Nó bát. Vậy? Ăn đâu? Trời con nhúc khô. Để khô ngon quá bể. Khô ăn khô đây bể. Dễ gì vậy? Không. Không hổng rồi. Không rồi em xong rồi. Chị nói tôm đi tính nha chị. Có, quá còn con. Gà ngon. Cứu hết này ra hả? Hết chưa? Hết chưa con? Rồi. Ăn chút xíu à, ăn chút xíu xíu à nè. Ăn rau không? Ăn chút rau vậy. Một cái nhà ăn cái tôm cái quá trời ngon. Dạo giống nè ăn không? Ruột thịt nhiều quá mặn ngay cả. Chút thịt quá trời quá. Thịt quá trời thịt. Bây giờ mình ăn cái lụng dũng trước đi rồi mời mình ăn cái cục thịt nguyên. Cái thịt cái dẻ. Cô vừa ăn thôi cả. Cô mẹ, biết chưa á, bớt cái dẻ không? Rồi làm nước tương mà tương ớt, ớt tỏi á. Rồi cái gì rồi. Khỏi khỏi nấu có để nấm vô cho vú ăn. Nấm trắng ăn nấm trộn đó, em có để rồi nè, chín rồi đó nè. Nó nghiêng về một phía có nè, đùi đây nè, tư nè, có bỏ đậu à. Bánh ông nội với bà nội coi phim mê tôm với bà cô à. Nào giờ đâu có ăn con này đâu. Gái thì kiều quá trời luôn mà, không lớn là mua nổi một tôm cho ba mẹ. Ừ, Việt Kiều hồi hộp hả? Việt Kiều mà gian bằng giường không sao dám mua tôm trời. Em là gian bằng giường nha, em ở Mã Lai chứ em là bằng giường nha. Em đi bật ở phấn à. Ở ngoài cũng tầm ổi cả nhà. Thơm thì rửa chén. Bữa nay ra gà chứ không phải Cà Mau hả? Mà Mã Lai chứ em được uống bằng giường nha.
tôm hơi mắc hả vậy ha, dễ gì dễ gì mua ăn hả, mua tôm càng bảy bảy nó đi nội với bà vú với ăn tôm đi cô bảy rồi đó. Con với vợ con ăn rồi à. Tôi tới giờ làm việc này rồi tôi đâu có nói chuyện được. cái này tôi đang làm việc tôi nghỉ nói nha. Công nhận đem tôm ra cái nín luôn chả hết được. Bắt đài luôn bắt đài. Giữ nhà. Đó chờ chưa mày quá thiệt á. Giờ bảy đó. Chưa cân quá. Bảy là tính ha, lùn cho bảy ăn đó. Đúng là mọi người là số 1. Đó. Kêu mỗi người. Bởi vì ngủ qua là xứng đáng đúng không? Chứ đâu có đem chơi. Tắm rửa sẵn rồi cái đầu con về phóng chạy ù. Tắm này ngon hả? Chạy mà bắt kể cái muốn chết. Thắng ra sửa một tiếng rồi trời. Càng thịt không mà cậu ơi. Càng thịt không à. Thịt không gì đó hả? Cái càng á thịt dữ lắm. Thịt không à. Bữa hổm con ngồi mà con cắn mấy cái càng ngon rồi đâu. Bữa nay cô Tư nấu ngon không hả? Nè Nam Hà, nó không ăn cơm ăn chạy. Nãy giờ ăn mấy cột rồi. Dạ, bữa nay cô Tư cũng giống chị. Nó ngon ha. Ừ, cái trắng đó. Ngon ha. Con gà vườn cả nhà mình ăn nó thịt nó dai mà nó ngọt. Đúng rồi. Ăn cái da nó béo mà nó dai ngon dữ lắm. Nó ngon có mấy lần con gà mà người ta nuôi công nghiệp á. Gà giờ tự gà giờ nhốt rồi. Nó ngon thịt ngọt quá rồi. Gà của tôi tẩm trong vườn vậy mà nó bạn chọn bắp á, cho nước chấm đó bạn, nước xanh xanh đó bạn, thật cái này cũng chấm chấm nước chấm vậy. Mà tao ăn mày đủ, cưng ơi. Nghe chưa? Nó cũng đổ ào ào vậy đó. Đổ vô đâu bằng ăn bắp đâu. Bây giờ cho ăn bắp lại vậy. Ăn bắp mới mập mới ngon. Bắp rồi. Thịt da vằn kè đó thấy không? Chấm này nhở, chấm nhà. À, gần canh tuổi mới ăn được tôm hùm nha. Ăn rồi mất con mất hết trời. Ăn đi. Tôm nó đi làm vô tắc mới có tôm hùm ăn đó. Ừ thôi. Nên nó lúc này đem về mà sống cái gì mà giòn nó bông qua là ghê cũng chết. Ai bà nói hả? Ừ. Đó tao con không rau à. Rau hả? Nó ăn rau gì? Nó lấy hồi đột đột á. Cho nội con giúp anh. Con múc miếng nước cho nội. Cái ăn gì đó cho mấy con tôm này ăn ngon quá anh ơi. Cháo. Ba kêu bằng cháo. Cháo. Cháo hả? Cháo ơi. Thịt quá trời nhưng mà con quá trời. Ảnh hình như 52 tuổi hả? 52 hả? 50 hả? Ồ, lớn hơn mặt có mấy tuổi rồi? Bằng lớn tuổi nhanh chí. Dạ, lớn hơn 2 chút. Ngon quá con ơi. Quá. Hai chồng già ôm hai tôm xong rồi không đụng tới nồi lẩu. Nãy giờ chú ôm tôm không mà chú không lo tính con gà chứ. Cho nó, gà mình ăn hoài. Con tôm này nào giờ chú có ăn? Tách cái cục này ra thôi. Mà khoảng đậu nữa bạn. Đậu thầy không mình. Cái đầu chưa thử chưa rồi nữa mấy càng. Bảy cho ăn đi. Bảy là giờ gỡ mấy cái này mà chưa xong nữa. Chưa có xong nữa. Bữa nay đi qua đây là xứng đáng đúng không? Không phải nào không? Mình thấy thương quá, mình ăn ha. Mười là còn mười mét nữa đó. Nhỏ là cái Út mới điện về kêu 7 giờ sáng về tranh thủ về đang cho ghế chạy xe mới nói thôi mơ nghỉ đi. Chiều mơi chiều mơi mới về mơi hồi người ta đi. Ngày mơi còn ngồi bán nữa. Thôi thiệt luôn hả? Số 7 luôn rồi, 7 là số 1 nha. Vậy cho mày kia 7 tới giờ sáng về trời ơi. Không à, chắc đó ai về. Không à. Mà mày mơi nó còn mấy mò bé nó còn hứa với tao rồi nữa đúng không? Không à, trời ơi, chị chẳng nhãn mà bà ban ban gầm gầm đi mà không đông về trời ơi. 7 là 7 của con là chính xác. Chính xác. Dễ gì bỏ qua mồi bén hả? Đúng không? Ở cộng đồng mạng nói cô Bảy chắc thích đàn dữ lắm mà. Yêu quá. Ôi ơi, mũ miệng đẹp gái à, mũ miệng. Cô Bảy nè, đi đám không? Lên mâm cơm. Cái lão kêu á cô Bảy ăn cơm, mới nói trời ơi cơm thì ở nhà ngày nào cũng nấu ăn hết trơn, là ở đây đồ ăn nhóc chứ ăn cơm phí gì. Cơm về nhà ăn, rau đồ về nhà ăn, bún đồ về nhà ăn, bây giờ ở đây có thịt thì ăn thịt đi. Mình cái mấy cái đó. Kia mình về nhà ăn đúng không đấy. Tính về nhà ăn. Ăn lỗ luôn mới chịu, nó chấm là ngon. Còn cái này có che nước ra mà. Che nước gì vậy? Lạnh như là